siêu áo giáp, đó là mình xịt thường xuyên, mình cộng chung với thằng canxi, đó là mình xịt thường xuyên, là mình xịt là mình ngừa cái trên cái cuốn vậy đến tái mình luôn. Thì hello, anh chào quý bà con. Thì hiện giờ Hùng đang ở vườn của anh Hải ở Thành Lộc của Tiền Giang. Thì hôm nay mình tới đây cũng thăm vườn, thì anh cũng vườn mình cũng đang có một số trường hợp mà để mình cho mình khắc phục. Thì hiện giờ là cái vườn mình cũng đang có một cái số tình trạng là bị nấm úng cuốn luôn anh, và một số là nó bị vàng cuốn, nó chín sớm. Nó ảnh hưởng tới cái vườn trái của mình. Thì sau khi mà thời gian em đi kiểm tra qua thì như những cái trái này hồi nãy mình vừa cắt xuống nè. Đó, mình như cái cuốn trái này. Cái cuốn trái này thì là của cái trái này nè bà con. Đây, là cái trái này. Nó bị úng là do cái trường hợp thứ nhất là ở trên vườn của mình là nó đang có cái tình trạng là mình đang đi cái chỉ số đạm cao. Là anh đang đi cái thằng 20-20-15 là 2 tuần là mình sử dụng một lần. Rồi một phần là do cũng do là cái pH đất ở trên vườn mình nó cũng đang bị mất cân bằng. Nó cũng gây ra tình trạng là nó bị vàng cuốn và nó chín sớm. Nó thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mình là cái cách khắc phục. Thì đối với những cái trái đang còn lại ở trên vườn của mình thì anh sử dụng giùm em là cái siêu áo giáp. Đó là mình xịt thường xuyên, mình cộng chung với thằng canxi. Đó là mình xịt thường xuyên, là mình xịt là mình ngừa cái trên cái cuốn vậy đến tái mình luôn. Thì mình xịt nó là từ ở trên cái phần cuốn này. Đó mình xịt cho nó chảy xuống cho ướt cái phần màu. Đó để cho nó ngăn ngừa cái thằng nấm khuẩn tấn công, và thằng canxi nó sẽ làm cho cái cuốn của mình nó dẻo dai. Nó làm cho cái thành tế bào cuốn của mình nó chắc. Đó, nó hạn chế được cái tình trạng là nấm khuẩn tấn công. Rồi cái lượng mà cân bằng cái pH ở trên đất của mình nó cũng gây cái hiện tượng là chín sớm. Nó thì bây giờ là lâu lắm rồi, anh cũng không có gãi vôi. Mà trường hợp vườn mình thì đang mang trái, thì cây đang mang trái thì mình không nên gãi vôi. Anh và bà con mình lưu ý. Trong cái giai đoạn mang trái như thế này mà mình gãi vôi vô thì nó làm cho cái trái của mình nó bị sượng. Đó, sượng muối, sượng cơm, và làm cho cái trái của mình nó chậm phát triển. Đó thì bây giờ là cái phương pháp mà em hướng dẫn cho mình thì ở bên nhà Willow Farm có cái bộ đôi đó, bộ hai á là Hoàng Thiên Long, nó là gồm một cái can Hoàng Thiên Long 5 lít cộng chung với hai hũ Mirodico, thì mình cái liều lượng đó là mình pha được cho tới 5.000 lít nước rồi đó, để mình tưới cho cái cây. Đó, thứ nhất là nó sẽ làm cân bằng pH ở trong đất, cho chống bị tụt pH trong đất. Rồi cái thứ hai là nó giải độc hữu cơ, giải độc phèn đó, giải độc bích lo. À, nó tiêu diệt nấm khuẩn ở trên đất cho mình luôn, và nó có thêm một cái công dụng nữa là nó vừa nuôi cây mà nó vừa dưỡng trái được cho mình luôn. Đó thì cái đó là cái bộ đôi đó thì nó giải quyết được cho mình rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều cái trường hợp ở trên cái vườn mình. Thì anh tưới giùm em là cái bộ đó để cho cân bằng pH đất cho mình luôn. Và thêm một cái phần nữa là tháng mưa này nó thì bắt đầu là những cơn mưa đầu mùa, nó cái hàm lượng axit trong ở trong đất của mình rất là cao. Nó sẽ cũng rất là ảnh hưởng tới cái vườn cây của mình, nó làm cho cây chúng ta nó bị sốc. Đó thì khi mà mình tưới được cái bộ Hoàng Thiên Long 1 tới 2 cử trước mùa mưa rồi thì nó sẽ giữ vững được cái nền tảng pH trong đất của mình, nó không chống bị tụt, và nó rửa trôi được cái hàm lượng axit ở trong nước mưa của mình rất là cao. Đó, nó chống cái thằng axit nó xâm nhập vào trong cái bộ rễ của mình, làm cho cái cây của chúng ta là nó sẽ bị vàng lá. Nó vàng lá rồi đi dẫn tới là nếu mà nặng nữa sẽ thúi rễ và chết cây. Thì cái bộ đôi của Hoàng Thiên Long nó sẽ giúp cho chúng ta, và giúp cho anh và cũng như quý bà con những cái vườn trồng cây ăn trái đã chống được cái hiện tượng là bị tụ pH do axit nó gây ra nữa cho nước mưa. Thì vườn này thì những cái vấn đề này anh lưu ý giờ lên em là không nên gãi vôi. Đó, nó sẽ làm sượng trái nè. Rồi tưới Hoàng Thiên Long để cho nó cân bằng pH ở trong đất lại. Rồi ngừa nấm cuốn thì anh sử dụng giùm em thằng siêu giáp cộng với siêu canxi bo. Đó, vườn mình đã đang bị nhiễm rồi thì anh xịt nhặt lại giùm em, bình thường là 7 tới 10 ngày anh xịt lần, thì bây giờ tối đa là anh sẽ xịt giùm em 5 tới 7 ngày là anh kéo ra anh xử lý giùm em.
ăn xịt cho em để cho nó ngăn ngừa cái nấm khuẩn tấn công xâm nhập trong cái thời gian này. Cành xịt bò giáp giáp, siêu giáp. Với siêu giáp. Đó. Thì bà con hiện giờ mình cũng biết là thời tiết mình hiện bây giờ là nó đang rất là oi bức. Nó hầm rất là hầm hì thì nó tạo cái điều kiện cho nấm khuẩn tấn công. Đó, thì mình nên ngừa cho cái vườn cây của mình càng nhiều càng tốt và càng sớm càng tốt để chống cái nấm khuẩn nó xâm nhập. Khi mà nó xâm nhập vô rồi chúng ta rất là đau đầu, trị rất là khó. Và nó còn lây lan ở trên vườn mình nữa. Rồi những cái vườn mà những cái trái như thế này nè. Những cái trái mà nó đang bị nấm khuẩn tấn công nè. Nó bị úng thối nè. Thì nó sẽ làm cho hàng nấm phytophthirai, hàng phytophthirai nó lây lan, nhiễm rất nhiều. Rồi những cái trái này thì mình nên đem ra khỏi vườn để mình xử lý. Chứ mình để như vậy ở trên mình chỉ xử lý trái thôi. Chỉ xử lý trái và xử lý cuống thôi. Còn những cái trái này mình đâu có bao giờ mình xịt tới đâu. Đúng rồi. Đó, thì rồi bắt đầu nó mục, nó thối rửa ra. Thế bắt đầu là nó thấm vào đất. Thì lúc đầu nó ảnh hưởng tới bộ rễ bắt đầu nó hút cái bị nhiễm khuẩn dinh dưỡng nó đưa lên, nó bị nhiễm khuẩn là bắt đầu nó tập trung lên, nó đưa lên thân tiếp nó, thì nó làm cho cái vườn cây của mình nó sẽ bị bùng phát càng ngày càng nặng. Thì đây là những cái lưu ý để giúp cho bà con chúng ta là ngăn ngừa nấm khuẩn và ngăn ngừa sơ đen và chống tụt pH ở trong đất. Thì mình sử dụng những sản phẩm như bổ đôi Hoàng Thiên Long để cân bằng pH trong đất. Ở bên trên mình sẽ xịt ngừa nấm khuẩn cuống bằng siêu giáp và canxi bo. Đó, để cho cái vườn cây chúng ta là chống úng, chống thối trái và chống cân bằng, là giúp cho vườn cây chúng ta là cân bằng pH lại. Cho vườn cây chúng ta nó xanh tốt hơn nha bà con nhé.